mày lo mày kiếm cái chuyện gì á, mày phụ chồng mày đi. Ừ. Với ông á, ông coi có cái việc gì á, cho nó làm đi, nó kiếm tiền, nó trả tiền nhà tôi chứ. Con mày theo được không? Con không theo được đâu. Con theo cái này chắc đến 8 năm sau mới đủ tiền trả cho cô á. Ừ. Thì cũng muốn phụ ảnh lắm á, mà giờ đâu biết mận gì đâu. Thôi ăn hàng ở không cho rồi. Thầy nè, gái mà ăn ở không là không có được. Chú thấy tướng tá con mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mềm mại, xinh xắn, yếu đuối. Dạ. Có công việc này phù hợp lắm nè. Trời, hay quá. Hay quá, giới thiệu cho nó đi. Việc gì hả chú? Bốc giá cái nhà máy gạo á. Bốc ngày khoảng chừng 50 bao, bao 50 ký đó. Vậy là có tiền chứ gì. Ê ông làm hề mà ông bị vô duyên á. Thiệt. Tổ trưởng tổ dân phố gì mà lạ lùng. Đó mà bốc được một bao tôi cùi xúc móng. Chị cũng giới thiệu cho nhỏ làm mừng hụt. Thiệt. Cho vui. Con thì con đang muốn kiếm công chuyện làm thiệt mà. Nói thiệt á, là cô có một cái chuyện này nè, cô thấy là phù hợp với con đó. Nhưng vậy mà không biết con làm nổi hay không thôi. Cái gì con cũng làm được hết, nhưng mà phải phù hợp với cái thể lực của con. Ừ. Yên tâm đi, cái chuyện này á là trong tầm tay của mày. Mày ở không, tức là mày ngồi không mày làm thôi. Ừ. Chỉ có điều á là cái tâm phải có. Con có tâm lắm á. Mày yêu động vật không? Trời ơi, con yêu dữ lắm. Vậy là được rồi. Hả? Con chỉ cần yêu động vật là con vượt qua hết. Hay quá vậy cô, việc gì vậy cô? Lấy nọc rắn. Bà có duyên hơn tôi. Có duyên gì? Trời đất ơi, cái chuyện này tôi nói ông nghe, không phải làm gì hết trơn trời á. Ừ. Chỉ có ngồi một chỗ thôi là đúng với sắc dốc của nó chứ còn gì nữa. Dạ. Thế này hả, đây nè, người ta để đây một cái bằng một lu rắn á, con hiểu không? Rồi bên đây cái lu không, cái con ngồi ở giữa vậy nè. Dạ. Bốc rắn lên. Ừ. Ha. Ê, con biết dặn họng nó ra, banh cái họng nó ra rồi con cái dắt cái nọc ra. Nói chung giống như mà là dắt chanh vậy đó. Ừ. Cái con cứ vậy, lên, dắt chanh, bỏ vỏ. Lên, dắt chanh, bỏ vỏ. Tính theo sản phẩm. Dắt rắn, bỏ vỏ. Dắt rắn, bỏ vỏ. Cái này á, thì nói nào nghe nó nhẹ nhàng. Rắn ông điên quá. Thì đó, thì tôi chỉ nói nhẹ nhàng chứ cái điều nó hơi nguy hiểm thôi. Tức là cái xác suất xảy ra là con bị rắn cắn thôi. Nhưng mà không có sao, nếu mà con báo kịp thời, giống như con bị cái con báo liền. Dạ. Ông hiểu không? Cái chuyện này con thấy làm thì con nhắm con làm nổi đó. Mà còn cái chuyện báo chứ con báo không kịp quá. Thì chết thôi. Thì đó, cái vụ mà rắn cắn mà chết là do là báo không kịp không? Thôi cô ơi, cái chuyện này con cũng không làm được đâu. Tao nói thiệt, mày giờ tao mới phát hiện ra. Việc nặng mày cũng sợ, mà việc nhẹ mày cũng sợ. Tức là mày làm biếng á. Trời ơi, thiếu tiền nhà hoài à, mệt mỏi quá à. Đó, lo cười nè, cười lộn tùm lum hết trơn rồi đây nè. Cô Lan. Gì đó? Dạ, chào con, chào chú. À, chào con. Bữa nay nha, con qua con mang cho cô chú một cái niềm vui bất ngờ. Gì vậy? Gì vậy? Dạ. Gì vậy? Gì vậy? Bất ngờ quá. Trời ơi. Dạ. Có gì đang ngủ của chú không? Dễ sợ. Chương trình khuyến mãi đặc biệt của siêu thị. À. Trời, cô tới cô hút hàng về liền cô ơi, trời nó rẻ lắm. Ơi. Thời buổi nào rồi còn đi tin mấy cái hàng khuyến mãi này. Trời ai mà tin mấy cái này là đi bán mua giống luôn á. Thôi dẹp đi, tôi không có bị dụ đâu ha. Trời khổ chịu quá. Con nói thiệt với cô chú đó, hàng chất lượng, hàng mới tinh luôn. Đó cô chú coi đi. Trời đảm bảo là nó rẻ lắm mà nó nhiều cái hàng hợp với cô chú lắm. Hàng gì? Hàng gì? Dạ, giờ chú trước nha. Ờ. Hàng gì hợp tao? Đây. Trời ơi. Tao nói quần áo nó giảm giá còn có 1/3 thôi chú. Trời đất ơi, vậy đó hả? Dạ. 1/3 thôi hả? Mà đặc biệt nha. Sao con? Big size cho mấy cái người quá khổ đó chú. Trời ơi, chú mua liền đi chú ơi, nó rẻ lắm đó chú. Mày có duyên quá à. Mày vô duyên hơn tao với ổng gộp lại luôn á. Mày nhìn tao dáng dấp về mà mày kêu tao mua đồ big size. Con phải mời chú là mời mua đồ con nít á, hiểu không? Chị cũng có duyên quá. Ổng là mặc cái size lớn nhất của con nít, hiểu không? Dạ, thì mai mốt chừng nào mà đồ con nít nó giảm giá là con báo cho chú liền. Nhưng mà chú à, mình là cái người tiêu dùng thông minh đó. Sao? Là mình mua cái hàng về rồi sau đó mình mới suy nghĩ coi cái hàng đó nó xài như thế nào. Sao? Bây giờ đó chú mặc cái đồ con nít ở bên trong rồi chú mặc thêm cái đồ big size ở bên ngoài, thấy không? Mùa đông chú mặc như vậy là bảo đảm nó ấm dữ lắm, mà nó rẻ lắm đó chú. Mùa đông của nước mình nó cũng được thấy bà.
hiểu không? Ta đâu có bị điên, ta mặc hai ba bộ trong người vậy hả? Ăn chảy mỡ hả? Khi nào mập như bả thì mặc vậy để chảy mỡ cho nó ốm bớt. Ông tao điên đó quá, tôi cũng bận á. Nức á mẹ, thôi đừng quảng cáo, đừng mời tao nữa. Nói mà mình nãy giờ xỏ cái kim không mà xỏ không được. Bực trời trời vậy thôi, bây giờ con hết hàng để con giới thiệu chú rồi, giờ con giới thiệu qua cho cô. Có cái này nó hợp với cô lắm cô, trời mình nó rẻ lắm đó cô. Coi coi. Dạ đây đây cô, chờ con chút đây. Trời ơi, mỹ phẩm. Vậy hả? Mỹ phẩm là hợp với cô nha. Mỹ phẩm trị mụn dành cho tuổi dậy thì. Trời ơi, cô xài một lần là con đảm bảo bao nhiêu mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen, đầu trắng gì là nó đi hết. Một tuần lễ là cái mặt cô nó láng o. Ô, sao mặt của cô nó cũng láng thế nhỉ? Cô đã xài rồi à? Tao bây giờ gần đất xa trời rồi mà mày nói tao vậy thì này nó có duyên dùng gì. Đúng là nó, tôi với ông gộp lại mới ra nó. Mày mà đi buôn bán kiểu này thì các chúng muốn đánh mày mới là lạ. Khùng gì đâu á. Dạ không có, con nói rồi là mình là cái người tiêu dùng thông minh. Bây giờ đó cô á, nhân lúc hàng rẻ cô gom hàng về cô để dành đó. Cô canh mà trong xóm mình á có bé nào mới lớn hay là mới dậy thì đó, cô đem cô cho nó đó. Còn chú á, chú mua đồ big size mà chú mặc không có vừa thì chú cho cô. Trời ơi, tình làng nghĩa xóm mình thêm khăng khít đúng không chú? Ôi, tôi mua mỹ phẩm rồi tôi tặng ông. Tôi cho mặt ông nó mịn. Ông mua đồ biết sai ông tặng ngược lại tôi. Rảnh quá à, dư tiền quá à. Tôi là tôi bó tay đó, bây giờ để coi nè, ta cắt cái phần mà nhoi nhoi ra. Chị! Trời ơi, hàng khuyến mãi này chị. Trời ơi, chị đi chị gom hàng về đi chị. Trời ơi, nó rẻ lắm chị ơi. Thôi, tôi không có bị dụ đâu. Trời ơi, em nói thiệt mà, chị coi đi, toàn là hàng mới, hàng xịn không. Trời hàng đâu đưa coi coi. Dạ, nè đó, chị coi đi, nhiều cái mặt hàng, trời nó hợp với chị ghê lắm mà nó rẻ lắm đó chị. Tôi thông minh lắm á. Dạ. Trời đất ơi, cái gì mà giảm tới 80% lần nè. Cái gì? Mất 3 triệu. Dạ. Em làm cái gì mà mất 3 triệu? Không những là mất 3 triệu mà tính tổng cộng là mình mất mười mấy triệu luôn á anh ơi. Tại chiêu, con có biết là mười mấy triệu là biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi không? Tại sao cô làm mất mười mấy triệu? Là tiền ở siêu thị là tức là đây nè. Siêu thị người ta khuyến mãi quá trời đồ đây nè. Đó, mà cộng lại á, là hết mười mấy triệu luôn. Nếu như mà mình không tranh thủ mình mua á, là mình bị lỗ mười mấy triệu này. Hiểu không? Ôi trời. Cô Lan. Trời ơi, cái gì vậy con? Mày cứ đứng dậy. Con xin lỗi, tại con đang có chuyện gấp, con muốn nói với tao cô. Tao còn gấp hơn mày đây nè. Trời ơi, theo mà bây giờ còn mới được có cái mấy cái lóng tay rồi. Mà bây giờ tao đang cần gấp lắm. Mày có cái chuyện gì cần tư vấn, mày hỏi mai đi. Dạ. Ngồi ăn của từ sáng tới chú hai. Ôi da, sao nữa kìa con. Ủa con kêu chú hai mà. Trời ơi, tao ngồi gần đây mà kêu chi cho lớn nhỏ này. Bả đang tập trung tiêu dụng về. Tại đang có chuyện gấp quá cho nên con mới như vậy á. Nói đi chú ơi, cho con mượn tiền ơi chú. Trời đất ơi, con này nó gan dễ sợ luôn á. Mày còn đang thiếu tiền tao mà mày dám mượn tiền người khác trước mặt tao. Trời đất ơi, thành ra bây giờ á, anh mà cho nó mượn là tôi với anh á thành hai chủ nợ luôn đó. Không. Ai cho mượn cũng được hết, miễn có tiền đưa con là được rồi, cho mượn tiền đi. Trời ơi, thấy ghê không? Vậy tao là tao không cho mượn. Không, tôi là tôi không cho mượn, ông đừng có tính gì chứ. Tùy ông muốn cho mượn ông cho, còn tôi là không cho đó. Không cho mượn đi chú. Mày mượn tiền mày làm gì? Con có chuyện gấp lắm. Chuyện gấp thì nói ra, người ta mới biết, người ta thấy có hợp lý không, người ta mới cho mượn chứ. Tự nhiên mượn thì phải nói chứ, còn ai đâu mà biết rồi mày mượn mày làm chuyện tội phạm. Nhưng mà mày biến người khác thành chủ nợ hoài, mệt mỏi quá. Rồi, giờ con quyết định con nói luôn nè. Nói đi. Con mua hàng khuyến mãi. Trời ơi. Lại ba cái hàng khuyến mãi. Nè con tự thiêu hết luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, nó mới biết thiêu thôi mà nó thiêu hoành tráng lệ vậy trời. Theo tranh là một nghệ thuật, và người theo tranh cũng là một nghệ sĩ. Nghệ nhân mày ơi. Nghệ nhân. Nói chung là có chữ nghệ là được. Nói nghe. Nè, thiêu quá trời lâu luôn mà chưa xong vậy trơn. Thiêu giùm luôn ấy. Tại vì cái thời gian ông theo nó ít hơn cái thời gian ông xỏ kim. Cái này gọi là đẳng cấp rồi. À, con xin lỗi, con có điện thoại. Alo. À, tranh của chị hả?
Chị phải ráng chờ đi, tại vì có rất nhiều người đang đặt hàng tranh do tôi thêu, cho nên là tôi rất là bận. Bây giờ nếu như mà chị muốn bức tranh của chị sống động, có hồn, cảm thấy được một cái feeling gì đó trong cảm xúc khi mà chị nhìn vào bức tranh, thì chị phải cho tôi thời gian. Còn không thì tôi xin trả hàng lại, tôi không nhận. Rồi rồi rồi, chị đợi được thì tốt. Rồi vậy chị ha, chị đừng gọi điện hối tôi nữa nha, nếu không là tôi sẽ bị ảnh hưởng lắm, tôi sẽ bị mất cảm xúc. Dạ trời. Rồi vậy ha chị ha, rồi cảm ơn chị. Trời ơi, mày nói chuyện tao hồi hộp muốn chết, sợ cái kim nó đâm lủng mắt mày không. Thấy ghê quá. Đúng bỏ. Ê sao ông theo trước nó mà ông theo dở hơn nó vậy? Thì đó lo sổ kim không, mệt mỏi lắm. Em ơi, em ơi, quý nhân của vợ chồng mình tới rồi. Ủa trời ơi, quý nhân rần rần vậy đó hả? Mày tới bán áo lồng thú nữa hả mày? Đó, mày quý nhân của vợ chồng con, chú lẹm gì à? Đây là vợ tôi nè, còn mấy cái người này là không có liên quan gì hết rồi đây á. Nó gặp tao rồi. À, gặp tao hả? Dạ, có nổi miếng tùm lum hết trơn, cái thằng bất lịch sự. Thưa cô chú, thưa anh chị, bữa nay em tới mang cho gia đình chúng ta một cái niềm vui bất ngờ. Yeah. Dạ. Mặt hàng giảm giá 80-90%. Trời đi hút hàng giờ liền đi, trời nó rẻ lắm đó. Nó rẻ. Thôi, bây giờ là tôi không có mua hàng giảm giá hay là khuyến mãi gì hết. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ có phục vụ cho nghệ thuật, nghệ thuật thêu tranh mà thôi. Trời, không có chỉ giảm giá 80-90% lận. Thôi, tôi với chồng tôi lo thêu tranh á là kiếm ăn đủ sống rồi. Em mua đi em mấy cái tiền mà bấy lâu nay em bán tranh á, em dành dụm á, em lấy tiền em mua hàng khuyến mãi đi. Rồi được rồi, bây giờ có hàng nào mà khuyến mãi 100% nói tôi mua. Ủa kỳ vậy chị? Ta giảm giá là ta giảm cùng lắm là 90% thôi, người ta còn phải giữ lại 10% giá vốn nữa chứ. Ừ tôi vậy đó, vậy thôi không mua. Ừ. À. Đúng rồi, 100% đi rồi cô cũng mua luôn. Đúng rồi, làm vậy á. Rén 100% đi, ta mua luôn. Ủa là sao? Là mua đó, tẩy chay hàng khuyến mãi đó, không khuyến mãi gì đây đó. Ủa, rõ ràng anh nói với tôi á là vợ của anh thích mua hàng khuyến mãi lắm, cho nên là tôi mới theo anh tới đây. Mà sao tự nhiên vợ tới đây cái nói một câu nghe quan trái cuộc đời vậy? Vợ thích mua thiệt mẹ, có hàng 100% mình mới mua. Anh đừng nói nữa, rồi tôi hiểu rồi. Anh là đưa tôi tới đây là để bỉ mặt tôi phải không? Nè, tôi đi bán hàng nha. Bán hàng tôi bận rộn lắm nha, tôi không có rảnh rang mà tới đây chơi với mấy người nha. Mai mốt là đừng có chơi cái trò đấy tôi, nghe chưa? Bực bội à. Cái quán cà phê của người ta mà giống như vô cái chợ vậy, nó vô đừng gây lộn hay sao vậy? Ướt hết tóc luôn nào. Hết thằng này phun tới thằng kia phun gì mệt vậy? Anh lo luyện theo cho lên tay nghề đi. Chứ tranh của anh giờ không có đủ đẳng cấp để bán gì hết hà. Mày bởi vậy cho nên là cái tranh của anh mới dùng để mày làm quèo khuyến mãi. Ờ hen. Ê cô chú, vậy á bây giờ cô chú mua tranh cho con theo nè, chất lượng. Ừ. Rồi được tặng thêm 3 bức tranh của ảnh nữa, coi như là mua 1 được tặng 3, mua 1 tặng B luôn. Trời. Chơi chiêu nữa, khuyến mãi nữa. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có. Nào thì cha xét như hoãn thư. Em mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài.